để cập nhật thông tin thế hệ nhất. Bị cáo Hoài nhắn cho người tên Quận nói đã đổi quân tàn liệu. Lúc 8 giờ 45, luật sư Hoàng Văn Hướng hỏi bị cáo Hoài, kỳ thi năm 2017 có nâng điểm không? Hoài trả lời tôi không có thực hiện hành vi đó. Ở trong kỳ thi 2018 ông có được giao phụ trách tổ chấm thi tự luận không? Luật sư Hướng hỏi tiếp thì Hoài trả lời không. Cũng trong phần xét hỏi này, luật sư Hướng có hỏi thêm một chi tiết nữa trong máy tính bảng và trong tài liệu có ghi lại tin nhắn ông gửi đi gửi lại đến người có tên viết tắt là Quy vào ngày 10 tháng 7 năm 2018, vậy Quy ở trong máy tính bảng này là ai? Có phải của ông Quý không? Hoài trả lời rằng ông không nhớ. Sau câu trả lời của bị cáo Hoài, luật sư Hướng xin phép hội đồng xét xử đọc nội dung tin nhắn Hoài gửi đến người tên Quy, em báo anh hai việc, một em vừa đổi danh sách quân tàn liệu thi hoàn thành thành quả quân tàn liệu trên phần mềm quản lý thi của bộ trùng khiết với quân tàn liệu trong đĩa anh sử giữ, hai việc lương chuyển bài thi trắc nghiệm và thiết bị xử lý bài thi về sở là theo điều 26 quy chế thi, và được đồng ý của em với nhiệm vụ phó chủ tịch hội đồng thi và trưởng ban thư ký. Xong thầy Bình, thầy Sử, cô Chính đang nâng cao quan niệm và có gì anh xem giúp em. Luật sư Hướng nói tiếp, cái người tên Quận này đã ốm, ông xác nhận người tên Quận này có phải ông Quý phó chủ tịch tỉnh Hà Giang không? Ông Hoài trả lời kính thưa hội đồng xét xử cái tin nhắn này tôi nhắn cho anh Trần Đức Quý. Luật sư Hướng hỏi tiếp, thế ông giải nghĩa giúp tôi thầy Sử, thầy Bình, cô Chính đang gây gian khẩu là gian khẩu gì? Có phải gian khổ cho việc không cho nâng điểm thi, vi phạm quy định của anh với anh Lương không? Ông Hoài nói cái việc tôi nhắn tin với anh Quý về tình trạng bài thì gì thầy Sử, thầy Bình, cô Chính đang gây gian khổ. Luật sư Hướng tiếp lời có phải chị Chính đang giám sát các ông rất ngặt nghèo nên các ông không thể làm được đúng không? Hoài chỉ nói, chị Chính lúc này không giám sát việc chấm thi trắc nghiệm nữa. Bị cáo Hoài và Lương, ảnh Hoàng Cư. Trước đó, trong phiên xử ngày 14 tháng 10, hội đồng xét xử đã tiến hành xét hỏi bị cáo Vũ Trọng Lương, tại tòa Lương thành khẩn khai báo hành vi tội lỗi và khẳng định bản thân được mọi người nhờ nâng điểm không đưa gì cũng không hứa hẹn nâng đỡ trong công tác. Đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hoài, hội đồng xét xử đề cập đến việc trong quá trình điều tra có thu giữ một mảnh giấy có chữ Lão Phật Gia và một số báo danh, theo bị cáo thì Lão Phật Gia và cái số báo danh đấy có liên quan gì đến kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2018 tại Hà Giang không? Bị cáo Hoài trả lời, Lão Phật gia này là chị Tống Thị B, nguyên chủ tịch Công đoàn Giáo dục Hà Giang giai đoạn 2012-2013 gì đó, Hoài bảo nhớ không rõ rệt lắm, có thể Lão Phật gia này chỉ nhờ xem điểm. Ngày 18 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Giang đã mở phiên xử sơ thẩm lần 1, tuy nhiên chỉ có 55 nhân chứng có mặt, 60 người có đơn xin vắng vẻ và 62 người vắng vẻ mặt không có lý do. Việc vắng vẻ mặt của 122 trên 177 người, theo quan niệm của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Hà Giang và luật sư bào chữa cho các bị cáo là ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hoãn phiên tòa. Theo cáo trạng, trong kỳ thi Trung học Phổ thông Giang Sơn 2018, Nguyễn Thanh Hoài đã bàn bạc, thống nhất rồi đưa danh sách 93 thí sinh cho Vũ Trọng Lương sửa thành quả bài thi để nâng điểm. Ngoài ra, Lương còn trực tiếp nhận nâng điểm cho 14 thí sinh khác. Sau đó, một mình vị phó trưởng phòng khảo thí đã sửa thành quả 309 bài thi các môn để nâng điểm cho 107 thí sinh. Bị can Phạm Văn Khuôn đã cung cấp thông tin của con ông này để nhờ Nguyễn Thanh Hoài nâng thêm 13,3 điểm. Cựu công an Lê Thị Dung có mối quan hệ quen biết nên nhờ bị can Hoài nâng điểm cho 20 thí sinh. Sau đó, 20 em này đều được nâng điểm. Riêng bị can Triệu Thị Chính bị cáo buộc không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao và chuyển danh sách 13 thí sinh cho Nguyễn Thanh Hoài nhờ nâng và xem điểm thi. Cơ quan điều tra không tích lũy được chứng cứ chứng minh có vụ lợi hay tiền bạc trong vụ án. Công an cũng đấu tranh với gia đình các thí sinh nhưng không ai khai nhận đưa tiền hay vật chất để nhờ nâng điểm. Bên cạnh đó, hai bị can Hoài và Lương cũng không thừa nhận mà chỉ giúp nâng điểm do quen biết, gam mê thủ bè, người thân. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định được 210 người là bố, mẹ của 107 thí sinh được nâng điểm.
Căn cứ lời khai, cơ quan điều tra đã đề xuất Thường trực Tỉnh ủy Hà Giang chỉ dẫn xử lý những phụ huynh này theo quy định.